Xin chào các bạn, bên cạnh tôi này chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 AT, phiên bản mới nhất hiện nay. Và một chiếc xe đáng mua nhất trong phân khúc A so với Kia Morning hay Chevrolet Spark. Và hôm nay chúng tôi cùng tìm hiểu với các bạn. Phần đầu xe thì vẫn là đèn pha halogen tích hợp đèn pha, đèn cốt và đèn xi nhan. Cùng với đó là đèn gầm hình tròn, bên cạnh đó là giải đèn LED ban ngày. Và một điều đặc biệt là giải đèn LED này chỉ sáng khi các bạn cho xe di chuyển. Rất nhiều khách hàng đã thắc mắc với tôi là tại sao mà khi bật không thì sẽ không sáng. Các bạn phải lưu ý là các bạn phải di chuyển thì đèn này mới sáng. Đấy. Cùng với đó là phần na răng. Thì na răng được thiết kế vành đúc hợp kim, đa chấu, dạng xoắn. Rất là đẹp mắt. Na răng này thì có kích thước mà 14 inch. Cùng với đó là hệ thống phanh đĩa 4 bánh. Một điểm đặc biệt là mẫu xe này được tích hợp với hệ thống cân bằng điện tử ABS rất an toàn. Rất an toàn khi các bạn di chuyển xe. Về phần thân xe thì cánh cửa đóng rất chắc chắn, tay cầm mạ chrome. Cùng với các chức năng như các bạn thấy là phím bấm như thế này thì các bạn có thể đóng mở cửa mà không cần dùng chìa khóa, chỉ cần lại gần là được. Đấy, rất đơn giản. Gương chiếu hậu thì chỉnh gập điện tích hợp với đèn báo rẽ, rất đẹp mắt. Chỉnh gập điện. Cốp xe mở điện. Cốp được mở điện. Một thao tác rất đơn giản. Cùng với đó là dung tích cốp được khoảng 142 lít. Lốp dự phòng bộ đường người ta chuyển được tích hợp sẵn treo xe. Và lưu ý lốp dự phòng này nhỏ hơn, kích thước nhỏ hơn lốp chính. Đằng sau xe thì vẫn là cụm đèn pha như phiên bản trước với đèn phanh, đèn lùi, đèn xi nhan. Cùng với đó là đèn phanh trên cao tăng tính nhận diện. Hệ thống an toàn thì mẫu xe này tích hợp thêm 4 cảm biến lùi, hỗ trợ thêm cho người lái khi lùi vào chuồng. Cùng với đó là hai giải. Phần khoang hành khách thứ hai thì các bạn có thể thấy là rất rộng rãi với ghế da. Hôm nay tôi sẽ ngồi thử cho các bạn nhé. Vâng, rất là rộng rãi so với phân khúc A của một chiếc xe. Cùng với đó là các hộc để đồ. Vâng, rất rộng rãi và thoải mái. Ngay từ những cánh cửa ở bảng điều khiển ở khu điều khiển trung tâm, các bạn có thể thấy là rất nhiều những phím bấm như chỉnh gập gương, đóng kính. Đây, gập gương. Đấy, các phím chỉnh nòng gương trái phải lên xuống. Cùng với đó là khóa cửa trung tâm này, khóa kính trung tâm. Và một điểm đặc biệt là kính người lái sẽ tự động một chạm, sẽ tự động hạ xuống một chạm, chỉ một chạm. Lưu ý chỉ cánh cửa người lái thôi. Ngồi trong xe thì các bạn có thể thấy là phiên bản này được trang bị chức năng cân bằng điện tử, nên các bạn có nút tắt cái này thì lưu ý chế độ này sẽ được dùng khi các bạn sa vào vũng lầy hoặc các bạn muốn test xe như drift xe chẳng hạn. Các bạn có thể tắt chế độ này đi thì mình có thể thoát được vũng lầy và trải nghiệm cảm giác lái tốt hơn, khi cảm giác lái thích thú hơn khi mình không có cân bằng điện tử. Đây là chỉnh nâng ghế này, độ tựa của ghế này. Cùng với đó là chỉnh độ cao, độ thấp của ghế. Đây, tôi đang cho cao rồi. Đây tôi chỉnh thấp xuống. À, các bạn có thể tiến ghế lên bằng thanh cầm phía trước. Và rất đơn giản, thao tác rất đơn giản thôi. Na răng là na răng bọc da,
ba chấu bọc da tích hợp với nhiều nút chức năng như tăng chỉnh âm lượng, chuyển bài, chuyển kênh. Đấy. Cùng với đó nút bấm khởi động khi các bạn không đạp phanh, ấn hai lần thì sẽ lên các bảng hệ thống điều khiển nhưng mà không nổ máy. Các bạn đạp phanh, ấn đề một một nút thôi. Khi đó hệ thống trợ lực điện sẽ làm cho tay lái cực kỳ thoải mái. Và rất thoải mái. Bảng điều khiển thì rất đẹp, các bạn có thể thấy. Đầu theo xe. Màn hình giải trí theo xe của Hyundai thành công tích hợp các hệ thống chỉ đường. Các bạn có thể kết nối Bluetooth để nghe nhạc, nghe điện thoại. Rất hợp lý khi đang chăm chú lái xe trên những cung đường thì các bạn có thể chuyên tâm hơn về việc lái xe. Điều hòa cơ cho cảm giác lạnh sâu, mát rất nhanh. Hệ thống là hộp số tự động 4 cấp. Các bạn có thể dùng chế độ bán tự động. Đây. Rất đơn giản. Đồng thời xe này thì được trang bị hai túi khí trước. 6 phân khúc thì rất là đầy đủ, như Kia Morning chỉ một túi khí. Hyundai Grand i10 thì được trang bị động cơ 1.2. Động cơ 1.2 và tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu một số những thiết bị cơ bản trên phần động cơ này. Ví dụ như đây là thêm nước làm mát, nước rửa kính này. Rửa kính có các vạch để các bạn có thể ướm được lượng nước các bạn đổ. Thăm dầu động cơ sẽ có vạch, hai vạch nhiều nhất và ít nhất thì các bạn có thể ướm được hoặc các bạn có thể vào hãng. Đấy. Cùng với đó là thăm dầu hộp số. Đối với số tự động này thường sẽ đổ một loại dầu khác biệt. Các bạn sẽ có que thăm dầu hộp số. Nó cũng tương tự như que thăm dầu động cơ thôi. Cùng với đó đây là nước làm mát động cơ và nắp két nước. Lưu ý các bạn không sờ tay vào khi động cơ đang hoạt động bởi vì nó rất nóng. Ắc quy thì sử dụng ắc quy khô được sản xuất trong nước. Cùng với đó là hộp dầu phanh. Đây các bạn có thể thấy hộp dầu phanh. Và ECU điều khiển. Hộp cầu chì được bố trí ngay trên đầu xe. Rất tiện lợi để cho các bạn có thể kiểm tra khi xảy ra hỏng hóc về hệ thống điện. Đây, hộp dầu phanh đây. Đấy, một số trang thiết bị cơ bản thì các bạn có thể tự thay. Ví dụ như nước làm mát, hay nước rửa kính các bạn có thể tự thêm vào. Về tổng quan thì xe Hyundai Grand i10 có kích thước chiều dài là 3m 765 và sở hữu chiều dài cơ sở là 2m 425, cho không gian trong xe cực kỳ thoải mái và rộng rãi. Cùng với đó là na răng đúc, tay nắm cửa mạ chrome với những phím như là đóng mở cửa tự động. Hệ thống đèn pha halogen tích hợp đèn pha, đèn cốt, đèn xi nhan. Cùng với đó là giải đèn gầm. Giải đèn LED tích hợp với đèn gầm. Tổng thể thì rất là nhìn nam tính và đẹp mắt. Với kích thước lốp 14 inch cùng với đó là hệ thống 4 phanh đĩa thì xe được trang bị thêm chế độ cân bằng điện tử
giúp lái xe có thể thoải mái hơn, yên tâm hơn trong quá trình vận hành chiếc xe. Đây, phanh sau đều là phanh đĩa. Đối với bản hatchback này, anten được lắp trên cao, cùng với đó là đèn phanh, đèn lùi, đèn xi nhan, cùng với đó là đèn phanh trên cao, tăng tính nhận diện cùng với hai miếng dạ quang hình tròn phần đuôi xe, tăng tính nhận diện giúp người lái xe an toàn hơn khi di chuyển trong đêm tối. Hy vọng là những kiến thức vừa rồi có thể hỗ trợ cho các bạn trong việc lựa chọn một chiếc xe an toàn, tiện nghi và hiện đại. Các bạn có những hiểu biết cơ bản nhất để vận hành chiếc xe của mình được tiện lợi hơn. Mong các bạn hãy đăng ký kênh, subscribe và chia sẻ để chúng tôi có động lực làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn.